Hello anh em, mình là Kiên Mutun. Ở clip hôm nay thì mình muốn chia sẻ với anh em một cái mà đồ chơi mới ở trên cái xe quay của mình vừa thiết kế và làm và muốn chia sẻ với anh em theo cái yêu cầu của các bạn trên cái kênh của mình. Thì hôm nay mình có thời gian rảnh rỗi thì mình sẽ làm và mình sẽ test cho anh em coi. Và cái clip tiếp theo ấy thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách thức mà làm cái cung tay ga kéo ga lên để lên nổ máy ở đây. Đó, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ với anh em. Mình sẽ bật chìa khóa lên. Cái đèn màu của mình đã sáng rồi. Và bây giờ mình cần kéo ra. Đó, cái máy của mình đã nổ. Ok, thì bây giờ mình sẽ test lại một lần nữa. Đó. Thì những cái clip vừa rồi ấy, thì mình đã chia sẻ với anh em. Vì bên mình có sản xuất và bán cho anh em, ship hàng cho anh em trên toàn quốc cái cục này. Là cái cục auto khởi động. Đó. Thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái cục auto khởi động bên mình làm thì cực kỳ là đơn giản và dễ lắp, là anh em có thể là gắn bằng ba cái sợi dây. Ở đây thì mình sẽ có một dây màu xanh, một dây màu vàng và một dây màu vàng hoặc đỏ. Thì tương tự như thế thì anh em sẽ gắn cái dây xanh ở đây sẽ theo cái đường dây này của mình lên cái cung tay ga của mình ở đây. Đó, thì mình có gắn cái đầu dây nó thò ở đây. Ok, thì nếu như anh em muốn ok hơn thì anh em hãy dùng một cái công tắc để can thiệp cái dây ở đây nhá, để tránh tình trạng là ví dụ nhà mình có trẻ con nhỏ nó trèo lên xe mà xe của mình đang để số mà các bạn mà quên không tắt không tắt ổ khóa đó, thì trẻ con nó có thể kéo ga cái là cái xe của bạn nó chạy đi, như thế là cực kỳ nguy hiểm. Thì anh em phải làm thêm một cái công tắc ở đây. Thì khi anh em đặt hàng bên mình thì mình sẽ ship cái cục này kèm với cái công tắc luôn. Ok, thì mình sẽ chia sẻ thêm ở trên cái xe quay ở đây ấy, thì ở trên cái rắc ở đây nó sẽ có một cái rắc màu nâu. Thì bên cạnh cái dây màu hồng thì nó sẽ là cái dây màu vàng, nó sẽ là cái dây điện đèn từ dưới máy phát lên. Đó. Và bên cạnh đây thì mình sẽ có một cái rắc màu đỏ. Ở đây nó cũng có một cái dây vàng sọc đỏ. Thì tương tự như thế thì ở trên con rơ le của mình nó sẽ có một cái dây vàng sọc đỏ. Đấy, thì anh em chỉ cần ghim nó vào đây. Thì đây là mình làm clip test cho anh em, thì mình sẽ không ghim trực tiếp lên xe. Bởi vì cái xe này xe của khách anh em ạ, thì mình chỉ mượn cái xe của người ta để mình làm clip cho anh em coi thôi. Đó, anh em ghim đây. Thì anh em ghim vào, rút rắc ra, anh em sẽ ghim vào đây, không phải cắt kép đầu nối gì đâu anh em nhé. Đó, thì bây giờ là mình sẽ test lại lần nữa. Ok. Đấy, cái đèn màu của mình đã sáng rồi. Và bây giờ mình sẽ kéo về. Đó, rất là nhạy và dễ nổ. Ok, và mình sẽ chia sẻ thêm anh em là anh em vẫn sử dụng được cái nút đề này bình thường nhé. Đó. Ok, thì mình sẽ chia sẻ với anh em một cái này là cực kỳ quan trọng này. Nếu như anh em muốn lắp cái bộ này thì anh em hãy vặn này cho mình, thì anh em sẽ cảm nhận được cái độ dơ của cái tay ga. Anh em cũng biết rồi, khi anh em kéo ga lên nó sẽ nặng và nó ở trạng thái tự nhiên ấy, thì nó sẽ có độ dơ nhất định như thế này. Thì anh em sẽ tìm cho mình cái độ dơ nhất định và anh em sẽ tính toán cho mình như thế nào cho nó hợp lý, để tránh cái tình trạng là anh em làm nó bị đuối quá thì anh em phải vít ga to lên như này thì nó mới nổ được. Thì như thế nếu mà anh em mà có vô tình mình đang để số 1 chẳng hạn, mình vít ga như này nó sốc ngược lên thì cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tai nạn. Đó, thì anh em tính cho mình, tính toán cho mình cái độ dơ của nó sao cho khi nó hết độ dơ một cái là máy đã nổ rồi, là mình chưa cần lên ga nhé. Đó. Còn nếu mà lên ga mà nó nổ rồi là điều đương nhiên, nhưng mà như thế cực kỳ nguy hiểm. Thì bây giờ là mình sẽ test lại một lần nữa. Ok, thì đây là cái tay ga của mình ở đây, thì mình chỉ cần nhích ga nhẹ một cái đấy. Đó, nhích nhẹ một cái như này là đã nổ máy rồi. Ok, thì mình sẽ test lại cho anh em coi. Mình chỉ cần nhích ga nhẹ đây nhá, lúc đấy là chưa lên ga đâu nhá, mình mới là xoay cái ống này, vẫn là trong cái độ dơ của cái ống này nhá. Đó, máy của mình đã nổ đấy, như thế nó mới an toàn anh em ạ. Còn mình chia sẻ thêm một cái cách nữa là nếu như anh em lắp công tắc thì anh em có thể lắp ở đây chẳng hạn đấy. Chỗ này nó là một chỗ dư. Đó, hoặc là anh em có thể lắp ở đâu cũng được, tùy anh em, cái đấy là do sở thích của anh em. Đó, nhưng mà mình khuyên anh em là nên lắp cho mình một cái công tắc vào đây để can thiệp vào cái chỗ này. Nếu như mình không lắp cái công tắc vào đây ấy, trẻ nhỏ nó ở nhà nó có thể là tự bật chìa khóa lên và nó vít ga một cái là nó sẽ chạy cái xe của mình đi cực kỳ nguy hiểm. Đó. Thì mình cũng vừa mới đi ship hàng cho anh em về. Thì bây giờ cũng là cái tầm giờ trưa rồi, thì mình có thời gian nghỉ thì mình muốn chia sẻ với anh em. Ok, thì cái clip này nó cũng rất là đơn giản thôi.
thì bên mình sẽ có hai hình thức. Một là anh em có thể là dùng cái con auto khởi động này, hoặc là một cái con auto startup engine. Và cái clip trước thì mình có hướng dẫn và chia sẻ với anh em cái cách lắp, và mình đã test thực tế trên cái xe Jim của mình đó. Thì anh em có thể là gắn cái công tắc như cái xe Jim của mình thôi. Nó chỉ khác cái là khi anh em đến đèn xanh đèn đỏ, anh em tắt công tắc đi là nó sẽ tắt máy, và anh em bật công tắc luôn lên thì cái máy của mình nó sẽ không tự động nổ luôn. Mà khi nào đến đèn đỏ, à đèn xanh, xin lỗi anh em mình nhầm, nó đến đèn xanh, anh em chỉ cần vít ga một cái là máy nó đã nổ để anh em đi đó. Nó có thể là tương tự như cái xe SH, mình khẳng định luôn nó sẽ tương tự như cái xe SH, và cái chi phí đầu tư của mình nó cũng rất là rẻ. Nói chung là anh em có năng khiếu độ chế một tí thì anh em có thể làm được đấy. Còn nếu như anh em mà không thể làm được thì có thể là ra quán, anh em hãy mở những cái clip của mình hướng dẫn anh em cái cách mà độ chế cái cùm ga ở đây, thì cho các anh em thợ người ta có thể làm theo đó. Và cái con này thì bên mình sẽ nhận ship hàng COD trên Hàn Quốc. Nếu như anh em cần thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại 0165 614 6888, hoặc là Zalo của mình là Kiên SYM đó. Thì anh em có thể liên hệ với mình trực tiếp theo số điện thoại hoặc Zalo. Tốt nhất là anh em có Zalo thì có thể là liên lạc với mình bằng Zalo, thì mình sẽ hỗ trợ anh em kỹ thuật tốt hơn. Mình sẽ có thể là gọi điện cho anh em trên Zalo, hoặc là gọi điện video call đó, gọi điện bằng video có hình ấy, thì mình sẽ chỉ cho anh em luôn trực tiếp trên cái xe này, nó sẽ dễ dàng hơn. Thì bên mình sẽ hỗ trợ kỹ thuật anh em nó ok hơn là anh em gọi điện cho mình đó. Đây là toàn bộ cái sơ đồ của mình, đây là cái dây của mình có gắn trên cái cùm ga đây. Thì cái clip tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm. Cái cách làm thì cực kỳ đơn giản nhé. Đây, cái dây của mình, đây là mình test cho anh em, nên là mình không lắp trên xe. Mình nói luôn là mình không lắp trên xe này, bởi vì là cái xe này là xe của khách. Mình đang bảo dưỡng cho người ta, nên là mình chỉ lắp, mượn cái xe người ta để mình làm clip cho các bạn coi thôi. Đó, nên là tại sao mà mình không lắp trực tiếp lên xe. Thì mình cũng chia sẻ thêm với anh em là cái cách này ấy, có thể lắp được cho mọi loại xe nhá. Thì hiện tại là mình chỉ trừ cái con xe Jim ra, bởi vì sao là những cái loại xe khác ấy, những cái cụm ga ở đây thì nó bằng nhựa, nó sẽ cách điện đó. Thì cái cụm của con xe Jim thì nó sẽ là bằng nhôm, nên là mình sẽ chưa tìm được ra cái giải pháp để mình cách điện cho cái thằng này đó. Thì cái cụm này của nó là bằng nhựa, nên là anh em có thể lắp được cho nhiều loại xe, cứ cái cụm nào bằng nhựa thì anh em có thể lắp được. Và cái này thì mình sẽ chia sẻ với anh em là mình sẽ không phải cắt ghép gì ở trong này nhá, và mình cũng không đục khoét gì cả đó. Thì cái này là ở dưới này nó sẽ có sẵn một cái lỗ thông nước ở đây, anh em nhìn rõ sẵn một cái lỗ thông nước ở đây, thì mình sẽ chia nó xuống luôn. Và khi anh em lắp cái này vào thì nó cũng không đụng chạm gì về. Nếu như cái này nó thò dài ra đụng chạm vào thì anh em có thể bẻ quạt nó sang về phía trong, ở trong bởi quạt về phía trong này, thì anh em lắp cái chỗ này vào thì nó không bị chạm vào. Còn nếu mà nó không bị chạm vào thì cứ ok kệ nó, không vấn đề gì. Còn nếu như anh em muốn đẹp thì anh em làm cầu kỳ hơn. Thì cái clip này mình làm thì mình sẽ làm như thế nào cho nó nhanh gọn, và muốn chia sẻ với anh em, truyền đạt cho anh em như thế nào cho anh em dễ hiểu nhất. Ok chị ạ, đó. Anh em đã hiểu nguyên lý lắp của cái bộ này chị ạ. Thì mình sẽ chia sẻ lại với anh em. Thì một cái dây mát thì mình kéo từ trên cùm ga này xuống này. Đó. Thì mình sẽ đấu vào cái dây mát ở trên con auto khởi động của mình. Và đây mình sẽ có một dây vàng, thì anh em sẽ gắn vào dây vàng ở cái rắc nâu của con Wenfa nhé. Một cái dây vàng sọc đỏ thì anh em sẽ gắn vào cái rắc màu đỏ, là cái rắc ở cái rắc màu đỏ này là cái dây vàng sọc đỏ đây, anh em nhìn rõ không ạ? Đó. Và cái dây vàng ở cái rắc màu nâu này sẽ là ở giữa cạnh màu hồng và màu trắng sọc xanh anh em nhé. Đó, anh em để ý đừng có nhầm. Ok, ở đây nó sẽ có cái bên rắc màu đỏ này, nó cũng có một cái dây vàng này, nhưng mà nó sẽ là dây vàng sọc trắng, thì anh em không đấu vào đấy. Cái dây vàng sọc trắng ấy thì nó sẽ lên cái cụm màu xanh ở đây. Đây anh em nhìn cái dây vàng sọc trắng ở đây, nó sẽ lên cụm màu xanh. Đó, thì là nó sẽ sai. Ok chị ạ. Thì cái nguyên lý của nó khi anh em lắp vào đây, thì một đầu nó sẽ được tiếp vào một cái đầu cuống của cái dây ga ở đây. Thì cái dây ga đây nó sẽ chạy xuống dưới cái chế hòa khí, và nó sẽ được ăn mát từ cái chế hòa khí này theo cái dây ga này sẽ lên đây. Và khi anh em bật chìa khóa lên và anh em để nổ cái là nó nổ. Đó. Ok, rất là đơn giản thôi. Vâng, xin chào anh em, mình là Kim Motul. Nếu như anh em thấy hay thì hãy like, share, subscribe kênh của mình. Hãy tặng mình một nút like để mình có động lực để làm những cái clip tiếp theo.
chia sẻ với anh em về những cái cách độ chế hay hay như thế này. Không cứ là những anh em thợ mà tất cả các anh em có thể là đều làm theo được. Ok, ở cái clip tiếp theo ấy thì mình sẽ chia sẻ anh em làm cái cùm ga đây nhá. Đó, anh em hãy đón chờ mình. Ok, xin chào anh em.